các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Hải Vua Pha Chế. Trong cái bài video clip này, Trần Hải sẽ chia sẻ cho các bạn một loại đồ uống cực kỳ tuyệt vời. Đồ uống có tên là rau má đậu xanh cốt dừa kem cheese. Tên rất là dài đúng không các bạn? Tuy nhiên thì đây là một loại đồ uống rất là tuyệt vời. Về nguyên liệu, chúng ta sẽ có một là rau má, đá, cốt dừa, kem cheese, đậu xanh, nước dừa. Chúng ta sử dụng nước dừa tươi. Trong 6 nguyên liệu này, các bạn lưu ý đối với nguyên liệu đầu tiên, đó là cái nguyên liệu cơ bản chúng ta, đó là rau má. Ở phần rau má thì các bạn lưu ý chúng ta có thể sử dụng rau má tươi hoặc là chúng ta có thể sử dụng rau má bột. Ngày nay trên thị trường đã xuất hiện một cái thương hiệu rau má có tên là WGI. Đây là một thương hiệu sản xuất ra loại rau má dưới dạng bột, sử dụng rất là dễ các bạn nhé. Chúng ta nếu mà các bạn mở ra, cái màu của nó giống như màu trà xanh matcha vậy. Cái này trong ngày nay chúng ta sử dụng nó rất là tuyệt vời và là hữu ích cho chúng ta. Một là cái phần rau má ở các nơi như thành thị rất, hoặc là những nơi như nhà chung cư, nhà tập thể, chung cư cao tầng, chúng ta rất khó để đi lựa chọn những cái rau má tươi ở trên phố, những con hẻm. Tuy nhiên rau má dưới dạng bột nó cho phép chúng ta sử dụng một cách rất là dễ. Các bạn chỉ cần mở ra lấy một chút, mỗi lần lấy trên một cốc các bạn chỉ sử dụng có một chút như là đầu thìa cà phê thôi, nó khoảng độ 3 gram cho một cốc, một cách sử dụng cách rất là tuyệt vời và tiện dụng. Cái bột rau má này chúng ta có thể sử dụng để áp dụng nhiều cái cách uống. Ví dụ các bạn có thể khoáng với nước một chút, cho một chút đường phèn hoặc là một chút muối là chúng ta có thể uống được rồi. Cái thứ hai, bột rau má này các bạn có thể sử dụng thay cho rau má tươi để làm các món như là rau má đậu xanh kem cheese, rau má đậu xanh cốt dừa, vân vân và vân vân. Tôi nói thực sự cái này là cực kỳ tuyệt vời và sử dụng nó rất là hay các bạn nhé. Để làm được loại đồ uống này, chúng ta ngoài việc có nguyên liệu ra, các bạn cần thực hiện các bước như sau. Đầu tiên các bạn sẽ cho nước. Ở đây các bạn có thể dùng nước lọc, tuy nhiên ở phần này tôi sử dụng nước dừa xiêm, rất là tuyệt vời. Tiếp theo, các bạn cho một chút đá. Các bạn lưu ý đối với cả bột rau má các bạn nhé. Bột rau má các bạn có thể sử dụng rất nhiều cách để làm tan. Tuy nhiên thì ví dụ như là cách làm tan, bạn cho nước nóng để hòa tan, cho vào nước mát để hòa tan. Các bạn có thể khuấy trong cốc hoặc là làm một cách nào đó để hòa tan. Tuy nhiên thì cái mà tôi chia sẻ với các bạn đó là chúng ta nên sử dụng cái máy xay sinh tố để chúng ta làm, để hòa tan cái bột rau má. Bởi vì là khi mà sử dụng máy xay sinh tố thì nó chuyên nghiệp hơn, nó nhanh hơn và cái bột nó được hòa tan một cách mịn nhất. Nếu như bạn không có cái máy xay sinh tố, các bạn có thể sử dụng bằng cái phới hoặc cái thìa. Tuy nhiên thời gian dùng phới hoặc thìa sẽ lâu hơn một chút, các bạn chỉ có đánh tan thôi nhé. Để khi uống nó sẽ không bị những cái phần nó vẫn còn chưa tan, nó sẽ bị đắng một chút ở trong chân răng hoặc là trong họng. Đúng không ạ? Các bạn sử dụng một thìa cà phê như thế này, nó khoảng độ 3 gram các bạn nhé. Rất là tiện các bạn ạ. Tôi là người mà suốt ngày phải đi lọ mọ vào các cái chợ cóc, chợ nhỏ để đi tìm rau má tươi. Nhưng mà từ khi có cái thương hiệu này thì chúng tôi cũng có thể sử dụng được, và cái chất của nó khá là tốt các bạn nhé. Chúng ta khởi động. Khi sử dụng rau má bột để pha chế, các bạn rất là sướng. Chúng ta không cần lọc nữa, làm rất là tiện, rất là sạch, rất là nhanh. Các bạn nhìn thấy giống như là màu xanh của màu trà Nhật Bản matcha không ạ? Rất thơm. Sau khi có nước rau má được pha, được hòa mịn, hòa đều, chúng ta tiến hành cái phần pha chế. Sau khi bột rau má đã được đánh tan trong máy xay sinh tố, bây giờ đến lúc chúng ta bắt đầu chế loại đồ uống này. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cái cốc, chúng ta sẽ cho sốt đậu xanh xuống dưới. Đồ uống này ngon lắm các bạn nhé.
từ sáng giờ mình uống 2-3 cốc rồi các bạn ạ. Ok, cứ lần lượt các bạn cho từng thứ một. Các bạn cho đá. Chúng ta cho cốt dừa. Cuối cùng là chúng ta cho kem chips các bạn nhé. Như vậy tôi với các bạn chúng ta vừa làm xong một loại đồ rất là tên rất là dài nhưng mà làm rất là nhanh đúng không các bạn? Đồ uống có tên là rau má đậu xanh cốt dừa kem chips. Và các bạn lưu ý rau má ở đây chúng ta, tại sao chúng ta lại làm nhanh như vậy các bạn biết không? Các bạn biết rồi đúng không ạ? Chúng ta làm nhanh như vậy bởi vì chúng ta sử dụng gì? Rau má bột. Các bạn cứ mua rau má bột và nhớ thương hiệu là WGI. Và cuối cùng chúng ta đã có một sản phẩm thật là tuyệt vời, tên rất là hay. Một lần nữa nếu các bạn thích video này, các bạn hãy like, share, đăng ký kênh Trần Hải Vua Pha Chế. Mọi thông tin liên quan đến nguyên liệu mua đâu, cách làm như thế nào, làm như nào để ngon, làm như nào để đồ uống mình trở nên perfect hoàn hảo nhất, các bạn cứ comment, Trần Hải sẽ là người chia sẻ các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn, chúc bạn thành công.